không thấy bóng nàng. Bồ đề trắng muôn nở hoa, dòng kinh còn lưu vạn chữ, bì ngạn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ? Thua hoa niên hợp tan, tiếng mõm xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mây độ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta ngó mó, phá nát cương thường biến hoa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ?